Ngay từ những phút đầu hiệp 1, Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương đã cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng vô cùng hấp dẫn. Phút 11, Hồ Sĩ Giáp lao vào đánh đầu sau khi nhận bóng từ Thanh Thảo ở cánh trái. Tuy nhiên, Sĩ Giáp đã bị hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai kèm rất sát. 7 phút sau, từ quả phạt góc bên cánh trái, Công Phượng quyết định sút thẳng về phía khung thành đối phương, nhưng xà ngang đã giải nguy cho Bình Dương. Phải đến phút thứ 20, Hoàng Anh Gia Lai mới có bàn thắng nhờ công của Brandao. Tiền đạo người Brazil đá bồi tung lưới thủ thành Đức Cường sau cú sút chìm của Công Phượng. Đến phút 27, Hồ Sĩ Giáp đã lên tiếng với bàn gỡ hòa cho Bình Dương. Thanh Thảo có pha đột phá táo bạo bên cánh trái, vượt qua Memovic rồi căng ngang cho Sĩ Giáp đệm bóng làm tung lưới thủ thành Tuấn Linh. Nhưng sự hấp dẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 36, Văn Toàn tiếp tục tỏa sáng. Cầu thủ quê Hải Dương tung ra cú sút khiến thủ thành Đức Cường bất lực nhìn bóng vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 7 của Văn Toàn tại V-League 2021. Những phút cuối hiệp 1 vô cùng căng thẳng. Phút 45, từ nỗ lực bật cao đánh đầu ở góc hẹp, Trung Tín đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thi đấu ấn tượng với những pha tấn công dồn dập. Tuy nhiên, họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khi liên tục bị xà ngang và cột dọc từ chối bàn thắng. Chung cuộc, đội bóng phố núi bị cầm hòa và phải chia điểm với đối thủ. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: Hoàng Anh Gia Lai không thể thắng mãi được. Tôi nói với cầu thủ là hãy làm tốt nhất có thể. Hoàng Anh Gia Lai còn 6 trận nữa, chứ không chỉ có giai đoạn 1. Tôi không thể cười tươi hơn nữa sau trận hòa, nhưng mục tiêu của anh Gia Lai khi tôi đến là top 3 và chúng tôi đã làm được. Nếu muốn vô địch, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Hôm nay Bình Dương là đội chơi rất tốt, chúng tôi thực sự may mắn khi không thua. Bóng đá thường không nói trước được điều gì. Đồng thời huấn luyện viên Kiatisak cũng nói thêm về trường hợp của Tuấn Anh. Cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương, nên tôi muốn đưa vào từng bước một. Tôi muốn tạo điều kiện để Tuấn Anh thi đấu 45 phút tạo ra nhịp độ thi đấu trong mùa giải là bước cần thiết. Ở trận đấu này, Bầu Đức tiếp tục xuất hiện trên khán đài trên sân Pleiku. Khi trọng tài Nguyễn Viết Duẩn thổi tiếng còi mãn cuộc, ông chủ đội bóng phố núi nán lại trên khán đài một lúc rồi mới xuống sân. Khác với những trận thắng trước đó, Bầu Đức không bắt tay động viên từng thành viên của đội, mà ông đứng trò chuyện với trưởng đoàn của câu lạc bộ. Sau đó ông đi thẳng vào trong đường hầm. Ông đã dành lời khen cho các cầu thủ với màn trình diễn ấn tượng. Ông nói rằng trận hòa này là do câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai kém may mắn, không thể giành chiến thắng trước Bình Dương. Hoàng Anh Gia Lai bỏ lỡ cơ hội san bằng kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của Long An ở mùa giải 2008. Nhưng điều quan trọng là đội bóng này vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Trận hòa này cũng không làm ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng của Hoàng Anh Gia Lai trước khi giai đoạn 1 khép lại. Đội đang xếp thứ 2 là Viettel đang kém Hoàng Anh Gia Lai 3 điểm, nhưng đội bóng phố núi lại có hiệu số tốt hơn hẳn. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai có hiệu số dương 14, còn Viettel chỉ có hiệu số dương 7. Thật khó để đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có thể san lấp cách biệt này khi mà giai đoạn 1 chỉ còn một trận đấu nữa là sẽ khép lại. Đối thủ trong trận đấu tới của Hoàng Anh Gia Lai là Than Quảng Ninh. Đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak đang tràn trề cơ hội vô địch.